dâm mong ngày hiền hòa bên mái nhà. Lo gì lo phải chia sẻ nên đàng hoàng nhất, đàng hoàng nhất chứ đâu là nhà mình đang đàng hoàng đi đâu chết luôn á. Gỡ cho tôi hoặc là ông này á, chất lượng hiếm, ông hai á, nó làm chất lượng cao và nó làm mình thấy ông kia căng nó làm bóp thì bóp thì bóp ít người sử dụng á, nó mở ra mở vô nhiều á. Nó có cái bot server để anh chuyển cái chat. Mình thấy cái dòng chat của Yamaha V-Bot nó trầm ổng. Nó nguyên bản hết đó nha. Nó viền này nó zin luôn đó nha. Vật viền vải tẩm dầu. Đông ra nó bền lắm, nó không có hư. Còn viền cao su á, thì lâu năm á, thì nó phải mục, còn mình phải chấp nhận thôi. Còn viền vải này á, anh xài hoài, nó về hoài hết kỳ, không không nó là như vậy đó, nguyên bản nó đang như vậy á. Chứ còn mà anh thấy nó mới đây, nó hoàn chỉnh hết là nó đã thay rồi. Cái gì như vậy, đồ mấy chục năm rồi anh, rồi nó hoàn thiện quá thì dễ chịu. Nhưng mà quan trọng là nó vô thành sắc cạnh, lo nó còn mới nè, thùng nó còn cứng nhắc nè, đừng có dẹp cái đỡ, đừng có gì tiếng lo còn riêng, chưa có thay viền thay màng. Cái đó 30 nha, này mấy chục, còn đó 20 triệu là 500 ngàn để cho nó đã. Thấy không, mà nó sản xuất như thế này, cần nó đầy đủ lắm. Lớn tuổi rồi anh về anh phải nhờ một người nào đó.